này ha. À, cái mà là đoan thuận xuống á, đoan thuận xuống đó, đó là nếu như quên á là mình phải đi cái xoay alpha trước, xoay alpha nè, xoay không, rồi mình đi qua một cái cung nè, khi nó đang trên đây nè mình kéo nó qua, mình kéo nó qua cho nó gớt qua đây, khi mà nó qua đây nó gớt xuống rồi á mình dùng cái chớn của nó nè, nó gớt xuống về mình trở qua ha. À, coi kỹ nha, kéo qua đó, khi nó qua được rồi mình chụp được cái tay, cái tay mình chụp được cái côn rồi, cái côn này nó sẽ đứng lên như vậy, mình đừng có cho nó rớt bên này mà mình kéo nó qua lại bên đây trở lại. Coi kỹ này nha, cái côn đứng lên nè, mình kéo nó qua thấy không, trở lại cái đầu rồi, kéo qua là mình trở lại cái động tác đầu tiên hết rồi nè, qua nè, trở lại cái đầu rồi thấy không, trở lại cái đầu chờ mình đứng nhảy vô mình quay. Đây là đoan thuận, thấy không? Rồi, rồi, con tắt đi rồi con.